Xin chào người trái đất, ta chính là Thanos, một vị thần có sức mạnh hủy diệt cả một trái đất chỉ bằng một cái búng tay mà thôi. Ngày hôm nay ta đến trái đất chủ yếu là đi tìm mấy trái trâu quýnh lộn đồ chơi mà, vì ta là Thanos mà phải quýnh nhau thì mới gọi là trái trâu Thanos được. À, ok, bây giờ thì ta sẽ đi tìm những thằng trái trâu và sẽ dạy cho chúng nó một bài học. Cuối cùng thì ta cũng đã đặt chân xuống mặt đất để cho các người tin ta có một cái sức mạnh hủy diệt cả trái đất. Thì bây giờ ta sẽ phô trương một tích một tí sức mạnh của ta cho các người xem. Đây, ta đã sở hữu được cái găng tay cầu lét rồi, thì tất cả những cái con thú này chỉ là đồ chơi mà thôi. Biến đi nào, đấy, nghe chưa? Mày nè, mày nè, ui trời ơi, trời sẽ chết ta luôn, trời ơi, chơi ngu rồi. Chơi nè, đó, các người thấy sức mạnh của ta chưa? Đó chỉ là phô trương một tí thôi. Bây giờ ta sẽ tìm mấy thằng trẻ trâu và xử lý nó. À, ở đây có một thằng trẻ trâu đứng nhìn ta nè. Mày trẻ trâu hả? Trẻ trâu hả mày? À, đằng kia, có mấy thằng trẻ trâu nữa kìa. Ui, khoan, khoan, đằng kia. À, đằng kia có mấy thằng trẻ trâu cực mạnh kìa. Đó là những cái thằng trong cái đội biệt đội gì, Adventure gì á. Ôi, sao lại có một thằng Superman, một thằng Iron Man, thằng Thor và thằng Captain America. Mày nè, chỉ cần một cái thôi là nó đã die rồi. Thật là tội nghiệp cho mấy thằng này. Găng tay của ta các người thấy chưa? Bây giờ ta sẽ lại ta dẹo chọc tụi nó một tí, coi coi tụi nó có đánh ai không. Uầy, mấy thằng nhóc, lại đây. Đánh nhau đi nào, đánh nhau đi nào. À, cái tên này láo thật. Người dám tấn công ta, người không biết ta chính là Thanos à. Ta sẽ hủy diệt người chỉ trong một tích tắc mà thôi. À, cái tên này rất là láo. À, mày là cái con quái vật gì vậy? À, sao nhìn mày rất là lạ, mày không có giống người trái đất tí nào cả. Ôi rồi, ra đâu mất tiêu rồi. Đâu, à, ra đâu mất tiêu rồi. À, mày rồi, đây rồi, đây rồi. Ơi Núp ơi, hôm nay đi chơi vui quá ha. Thôi bây giờ tụi mình về, lần sau đi chơi tiếp nha. Ok. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình với thằng Núp đi về. Hồi nãy là tụi mình đi chơi rất là vui luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dắt thằng Núp nó về, tại vì cho nó đi chơi nhiều quá, mắt nó ghiền nữa. À, mà bây giờ nó đang mất trí nhớ mà, cho nên là mình dắt nó đi đâu nó đi theo đó. Mà giờ nó y như thằng Núp ngày xưa luôn các bạn ơi. Rất là hiền, mình nghe không? Nghe lời không? Đi theo mình nè. Thôi đi về, đi về, đi về nào, đi về, đi về. Khoan. Ủa, ai đấy? Ủa, ông này là Thanos mà. Ơi ông có găng tay. Ơi Núp, ông này ông là Thanos nè. Ông này ông nổ lắm. Ông nói là ông hủy diệt được trái đất mà ông đâu có làm được đâu. Ủa mà sao ông nằm ở đây? Ơi sao ông bị đánh tầm lum hết nè. Ơi khoan, bây giờ là phải đem ông vô nhà thôi. Núp đứng ở đây ngoan nha, không có được đi vào đây đâu. Ngày hôm nay là anh Landerman sẽ làm bác sĩ để cứu cái người này đó. Núp thấy không, cái người này đang bị thương rất là nặng, giống như Núp hôm bữa đó. Cho nên là bây giờ anh Landerman sẽ cứu cái người này. Núp đứng ở đây thôi, không có được vào nha. Xí xí xí, cho em hỏi, anh Landerman trở thành bác sĩ hồi nào vậy? Mà đó giờ em không có biết. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh Landerman làm bác sĩ. Tại vì bây giờ ông này ông bị thương nặng quá, anh Landerman phải bắt đắc dĩ trở thành bác sĩ thôi. Thôi bây giờ Núp đứng ở đây đi, anh vô anh coi tình trạng của ông như thế nào, anh còn cứu ông nữa. Để coi coi, ông Thanos này ông hay xạo nó, ông nổ lắm nè. Để coi, ôi ôi, ông bị gãy xương tùm lum hết kìa, rất là nặng luôn. Ôi ôi, tim ông đang đập rất là yếu. Thôi bây giờ phải cứu ông ngay thôi, phải lấy đồ mổ, mổ cho ông cái đã. Rồi xong luôn. Anh Landerman mà làm bác sĩ thì coi như ông này tiêu đời. Tội nghiệp con Thanos, không biết có hủy diệt được trái đất hay không. Mà bây giờ mình thấy là anh Landerman chuẩn bị hủy diệt ổng rồi đó. Trạng của cái ông Thanos này bây giờ rất là nguy kịch rồi các bạn ơi. Mà ngày hôm nay là lần đầu tiên mình liều mình xăm lỗ rúng để trở thành bác sĩ cứu ổng nữa. Không biết là ổng có qua khỏi ngày hôm nay không nữa. Thôi dù sao thì lỡ giúp rồi, giúp cho tới luôn. Ok bây giờ thì phải làm sao đây? Đây là mình đang chuẩn bị vào cái cuộc phẫu thuật cho ổng nè. Ờ đúng rồi, quên, hồi nãy đang chụp gì X-quang là thấy ổng xương của ổng đang bị hư rất là nhiều. À đây rồi, đúng rồi. Ờ bây giờ cái này quăng đi đâu đây? Rồi quăng đại đây đi. Ôi trời ơi, sao xương của ổng còn chắc mà ta? Sao mà hồi nãy mình chụp mình thấy xương ổng gãy hết rồi mà. Ôi chắc mình chụp lộn rồi đó. Chết rồi, bây giờ sao đây? Xương ổng vẫn còn nguyên. Thôi
Còn Nguyên hả? Nhưng mà mình đang cần là mình cần phải coi coi tim ổng có làm sao không, cho nên là bây giờ á là mình sẽ sử dụng cái này. Ôi lụm cái búa đó, mình sẽ dùng cái búa này mình gõ vô cái người của ổng. Mà bây giờ gõ làm sao ta? Đây đúng rồi, phải cào cào vậy nè, đó cào cào vậy ổng mới qua khỏi được. Cổ là nào giúp ổng cho ổng bình phục nào, lấy búa cà cà vô người ổng, cà vô xương ổng. Các bạn thông cảm đi, hồi mình mới làm bác sĩ mà, cho nên là lỗi lần đầu, lỗi kỹ thuật ngay lần đầu, nên là các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ thì lấy cái này ra nè, đó rồi thả vô thùng rác. À đây đây, có thùng rác đó, dễ dàng luôn, thấy chưa? Bây giờ sờ sờ vô cái coi xương ổng có cứng không, hay xương ổng chỉ là xương đồ chơi thôi. Sờ coi. Cứng á, xương này cứng á. Ok, cứng rồi. Bây giờ thì hồi nãy mình quên, mình đầu tiên là mình không có được dùng búa mà mình gõ vô xương ổng, mà mình phải lấy cái ống chích này mình chích vô gây tê cho ổng cái đã. Đó, ống chích này chích vô xương ổng cho ổng gây tê cái đã. Rồi, chích vô, ok, đừng có chích vô mặt ổng là ổng không có cử động được khuôn mặt luôn bây giờ. Rồi, chích vô nè. Chích rồi, gớt cái ống chích vô đây. Ôi, từ. Ông bình tĩnh, con cứu ông được, ông bình tĩnh đi. Rồi, lấy cái này ra, Đấy, bỏ nó ra. Rồi bây giờ thì chuẩn bị làm cho xương ổng bình phục lại nè. Bây giờ phải làm cho xương ổng bình phục lại là mình sẽ thử cây búa này coi, gõ vô coi xương ổng có chắc thiệt không. Đó, bình phục nha, mau bình phục nha ông. Bình phục nha. Ôi. Chết rồi. Xương ổng gãy hết bên rồi các bạn ơi. Chết rồi. Thôi lỡ gãy rồi cho gãy luôn nha. Không sao đâu, con sẽ ráp lại cho ông. Không sao đâu ông ơi, con sẽ ráp xương lại cho ông yên tâm đi. Rồi, gõ vô, bập, á, rồi từ, ông đợi tí, con sẽ bỏ cái búa này ra. Rồi, con sẽ gấp xương ra cho ông. Ông bình tĩnh đi, ông không sao đâu, ông đừng lo. Đó, xương nè, rồi con sẽ bỏ vào một bên cho ông nè. Con sẽ, cái gì đây? Hình như là trái tim thì phải. Ok, cái đó tính sao đi. Bây giờ thì xương của ông mình đang lấy ra. Rồi, tiếp tục, bỏ xuống đây, bỏ vô đây. Rồi, tiếp tục. Và bây giờ làm cái gì đi ta? À đúng rồi, nó có cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì ta? À cái viết hả? Cái này là cái viết. À không, cái máy laser. Cái laser làm gì ta? À chắc là để soi luôn này nè. Ủa mà laser làm gì? Laser này ghê thiệt. Cắt xương luôn nè. Ghê, hủy diệt xương luôn. Ôi từ từ, chết rồi. Nếu mà mình làm mắt trái khúc xương của ổng thì lát sau mình ráp lại xương cho ổng được. Trời ơi thiệt tình. Thôi được rồi, một bên thôi, mất xương của ổng rồi, tội nghiệp cho ổng. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, có cái máy này, lấy cái máy này. Ủa có cái máy là cái gì ta? Ôi sao bóp không được, bóp vô. Ôi không phải, cái máy này nè. Đó đúng rồi, cái máy là cái gì ta? Trời ơi, cái máy này mới ghê nè. Cái máy này là cái máy cắt nè. Xoay. Rồi xong rồi, tội nghiệp cho ông. Bây giờ con sẽ cắt giùm ông nha. Con sẽ cắt giùm ông cái lá phổi này. Rồi ông ơi, từ thôi ông. Ông cứ bình tĩnh, không sao. Ông vẫn còn thở được mà. Ông vẫn còn trái tim, ông thở được, không sao hết. Rồi rồi không sao. Cứ bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh đi. Rồi xong. Lại hỏng một lần nữa rồi. Bóc cái miếng xương này ra nữa là có thể phẫu thuật được rồi. Còn đây là cái xương sống. Bỏ ra ngoài. Còn một cục xương này nữa. Bóc bỏ ra ngoài. Ok. Bây giờ thì phải chích thuốc tê vào cái đã. Chết rồi, cái ống chích đâu rồi? Cái ống chích cây kim tim đâu rồi? Đây rồi. Bây giờ phải chích cho ổng cái thuốc tê vô một cái. Cho ổng tê cái. Tê nha ông. Tê chưa ông? Tê chưa? Chưa tê hả? Vậy thôi con chích tiếp nha. Rồi chích bên đây luôn cho ổng tê. Rồi. Ok, tê rồi, bây giờ thì bỏ ra. Bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ lấy một cái con dao mổ để gọi là lấy cái trái tim này ra. Tại vì ổng đang gọi là ổng bị bệnh tim. Hồi nãy mình có coi lại rồi là ổng bị bệnh tim, cho nên là mình phải lấy cái trái tim này ra, mình thay thế cho ổng trái tim mới. Trái tim mới nha ông. Ủa, cắt nè. Tim mới nha ông, con sẽ lấy cho ông một cái trái tim mới. Rồi, cắt ra. Ủa sao cắt không được? Cắt ra không được. Rồi thôi, khỏi luôn đi. Bây giờ phải làm cái gì tiếp theo đây ta? Bối rối quá. Còn cái khúc xương này sao bóc không được? Bóc ra không được là sao trời vậy? Thôi kệ, để vậy luôn đi. Rồi thôi được rồi. Bây giờ á thì tiếp theo á là sẽ lấy cho ổng
trái tim mới này bỏ vô cho ổng. Vậy là ổng được hai trái tim luôn. Có gì ổng bị đau tim cái tim này thì trái tim kia còn bình thường được. Đó. Rồi con sẽ lấy cho ổng cái trái tim mới nha ông. Rồi con lấy cho ổng trái tim mới. Ơi sao đóng rồi? Đóng sao, sao mày đóng này rồi? Thiệt tình á. Tủ này mở ra. Ừ đó, mở ra vậy nè. Đó, ông ơi, con lấy cho ổng trái tim mới nè nha. Bây giờ ổng muốn đặt trái tim ở đâu? À đặt trái tim ở đây hả? À không, trên đây hả? Rồi ok ông luôn. À đặt trên đâu? À đặt ở đây hả? Ôi chết chết. Ôi không được không được. Chết rồi, cái trái tim đặt ở ngoài đó là chết queo luôn á. À đặt trong đây đúng không ông? Rồi ok ông. Rồi. Ôi không được rồi, nó chưa vô người. Xuống xích xuống miếng nha ông, xích xuống miếng nha. Rồi. Ok, vậy là cuối cùng ông đã được hai trái tim rồi. Nhưng mà bây giờ xong rồi, hoàn thành rồi. Bây giờ phải làm gì ta? Bây giờ ráp xương lại. Ừ, ráp xương cái phần này mới quan trọng nè. Hồi nãy mình chết rồi. Đậu phộng. Bây giờ ráp lại làm sao? Hồi nãy lấy ra được chứ bây giờ ráp lại không có được. Thôi kệ, ráp đại đi. Ráp đại cho ổng đi. Đây, con sẽ ráp cho ổng một xương này. À, cái xương này con nhớ nè. Hồi nãy nó nằm ở đây. Ủa, không phải. Nó nằm bên đây phải. Không phải, nó nằm trên đây nè. Ờ, mà con không nhớ nữa. Thôi con đặt đại nha ông. Con không nhớ là, con cũng không nhớ là cái xương đó hồi nãy đặt ở đâu nữa. Thôi con đặt đại nha. À, cái này nhớ nè. Cái này thì nhớ nè. Cái này xương sống hồi nãy đặt ở đây nè. Đó. Đặt ở đây nè. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. À, bây giờ thì đặt cái xương này ở đây nữa. Đặt vô. Thả vô luôn nè. Đó, xương ông bây giờ sắp bình phục rồi đó. Ông sắp bình phục rồi. Ông cứ bình tĩnh nha. Ông cứ nằm đó đi. Ông đừng có la hét nữa. Bỏ vô nè. Đó. Rồi bây giờ thì con sẽ... Ủa mà khoan. Lấy cái gì mà dán xương ổng lại ta? À, đúng rồi. Có keo dán sắt. Lấy keo dán sắt dán xương ổng lại. Ủa mà keo dán sắt ở đâu? Ở đây đâu có keo dán sắt đâu. À đây rồi, từ từ. Để nối cái xương ổng lại cái đã. Kết nối mấy bụng xương của ổng lại đó. Ấy, ai, từ từ con, ông yên tâm, con sẽ lấy keo dán sắt, con dán xương ổng lại. Ông yên tâm đi. Con sẽ làm mấy cái đó rồi, nói chung là bình thường thôi. Đó, keo dán sắt thì con có đầy. Ok, bây giờ con đó, bỏ cây búa này, con bỏ cây búa này vô. Thôi bỏ cây, thôi bỏ đi luôn đi. Bỏ cây búa này vô đi cho ông khỏe nha ông. Đó, bỏ cây búa cho ông khỏe, cho ông mạnh lên. Ông có cây búa trong người là ông mạnh lắm á. Rồi, bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn. Eww. Còn hai khúc xương nữa. Cố lên ơi. Còn thì cái kim chích này. Ơi trời ơi, sao mà cứ bóc hoài cái lỗ cái kim ngoài vậy? Rồi, đây. Ông còn mấy khúc xương đó, ông đợi tí, con sắp xong rồi. Ông khỏe lên là cái chắc luôn, con dám chắc với ông luôn. Sau khi mà con phẫu thuật cho ông xong là ông khỏe y như là thằng nấp vậy đó. Nó rất là khỏe. Đó. Rồi ok. Rồi, còn cái nữa thôi, còn cái nữa cố lên ông. Rồi con lấy keo dán sắt con dán lại cho. Ôi khoan, lộn rồi, không phải cái đó mà người ta đã nói không phải đó, cái này mới đúng nè. Rồi con sẽ bỏ cho ông nha, con thảy ở đây. Rồi bây giờ lấy keo dán sắt dán lại nha các bạn. Đó, mình đã phẫu thuật cho ông ơi còn. Rồi ok, đây keo dán sắt đây. Hồi nãy cái này là keo dán sắt nè. Rồi keo dán sắt, ok bây giờ con sẽ dán lại cho ông nha. À, các bạn thấy màu đỏ đỏ không, là dán sắt á, mình sẽ dán lại cho ông. Xì, con dán tim vô cho ông luôn nha ông, dán tim vô luôn nha. Rồi dán cho ông nè, đó, dán kiểu sắt vô. Ui, cái gì vậy? Sao biến mất rồi? Sao xương của ông biến mất rồi? À, nó nhập vô rồi ông, xương của ông nó nhập vô, nó mới biến mất á. Đây, con sẽ giúp cho nó biến mất bớt luôn. Rồi, xương nè, rồi, ok. Rồi, con sẽ giúp cho ông. Ok, xương nè, nó sẽ biến mất là nó nhập vô đó ông. Đó, ông sắp khỏe rồi đó. Chúc mừng ông nha, cuối cùng là ông có một cái bộ xương sườn mới. Chúc mừng ông. Oh my god, ông đai rồi các bạn ơi.